Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 10 token XC1. Cái dự án này mới ra vào ngày hôm nay nha các bạn. Và khi tham gia dự án, các bạn nhận được 10 token XC này. Con này và có cơ hội là 10 người may mắn, 10 người may mắn nhận được 100 đô từ token XC nha các bạn. Mát 1 kép thì được 1 đô nha các bạn, một token. Rồi để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả và bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thì khá là đơn giản luôn. Rồi các bạn đầu tiên các bạn bấm vào website nó các bạn. Con này nó có tổng cung là trên nguồn ngay gấp 6 là có 5.500 token à. Tổng cung rất là thấp nha các bạn. Và sẽ được limit lên thằng giao dịch Uniswap nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, kênh seller của nó nè, các bạn join vào nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi join tiếp kênh seller của nó nha các bạn. 5.900 này tờ. Rồi bạn bắt lên nha các bạn. Rồi server thì các bạn follow và pin bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn chờ lock dán chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn tweet là bài game đó nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tweet đó nè các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube của nó nha các bạn. Rồi bạn bấm vào up fan. Rồi các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi kênh này mới ra không có video nữa thôi, các bạn bấm đăng ký luôn nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại. Rồi các bạn chờ lại dự án tiếp tục nè. Rồi các bạn bấm vào Telegram thì các bạn vào setting copy username Telegram của mình, bắt gọi là cho bot nha các bạn. 1133. Rồi theo word username theo word thì các bạn cũng mở theo word của mình nha. Vào trang cá nhân mình là Ngọc Anh MMO đó. MMO Ngọc Anh. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Phải không ta? Đúng rồi. Rồi các bạn gửi đường link profile của YouTube của mình nha các bạn. Các bạn mở cái YouTube mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Rồi các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Máy mình cũng mới sửa lại chạy mượt các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Tích bà cài đặt. Vì kênh YouTube của mình chưa cài đặt nên các bạn cứ việc nhấp vào đây có một chia sẻ, các bạn bấm vào một chia sẻ rồi các bạn ấy nha các bạn. Vì kênh máy rồi mình lấy cái đường link YouTube trên máy tính rồi các bạn. Rồi các bạn bắt lại cho bot nha các bạn. YouTube seller. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn mở địa chỉ với IC, mượn với chút wallet, Mesa wallet, MetaMask, anh tôi cần những chạy ETH chạy trên nền tảng IC20, các bạn chờ chút xíu các bạn. Kèo này mình thấy cũng khá là ngon nữa các bạn, dự án này ngon các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ giấy nha các bạn. Tờ giá ETH quá lên các bạn ơi, ngạn lên. Rồi các bạn bắt địa chỉ với IC20 vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một dot để mình sẽ nhận được 10 token này các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cái này thì thông tin như đây thì các bạn chat nha các bạn. Vậy video đến đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình.